mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay là ngày đầu tiên Hà lái buổi sáng. Chào tình trường nhé. Mọi người có nghe rõ Hà nói không ạ? Hà ít khi lái buổi sáng, toàn là lái buổi tối. Hôm nay là ngày đầu tiên Hà lái buổi sáng. Hy vọng là lượng tương tác vẫn ổn. Không biết là có nhiều bạn có bận vào buổi sáng hay không nữa. Nhưng mà buổi tối thường thì các bạn bận con cái nhiều quá, cho nên là hôm nay Hà chuyển vào lái buổi sáng để dành thời gian hướng dẫn buổi tối, hướng dẫn cái nhóm khách lẻ của Hà. Em chào chị Hà nhé. Nghe rõ rồi, cảm ơn bạn Tinh nhé. Hôm nay Hà sẽ live stream với mọi người chủ đề đó là vì sao Facebook của bạn mất tương tác và hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục. Và nếu như các bạn quan tâm thì các bạn có thể vào xem cái live stream này. Hà sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để tăng tương tác trên Facebook bằng tay. Xin chào Ngá Hoàng nha, xin chào Xoan Lê. Mọi người vào đi ạ. Mọi người vào, Hà sẽ live stream với mọi người nha. Live xong sớm để cho mọi người còn nấu ăn nữa. Xoan hôm nay không đi làm mà Xoan. Bạn Tinh mới đi Hà Nội về à? Thấy bạn mặc cái váy đỏ đẹp thế. Cảm ơn bạn Tinh nha. Không rực rỡ bằng bạn Tinh hôm qua đi Hà Nội về mà thấy mặc cái váy đỏ với làm cái bộ tóc xoắn rất là đẹp. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người vào đi ạ, vào đi, Hà sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mọi người tăng tương tác. Xoan hôm nay không đi làm mà Xoan. Bạn Tinh đi Hà Nội về ra, hiện tại đang ở Vĩnh Nhà hay ở Hà Nội về Tinh? Mặc váy đỏ đi sự kiện nổi mà. Đang ở Vĩnh Nhà Tinh. Xin chào Phan Liên ạ, xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người có thể comment cho mọi người, cho Hà biết là bài đăng của mọi người hiện tại đang đăng thì một bài có bao nhiêu comment không ạ? Về Yến Thanh luôn rồi à. Xin chào Đinh Thanh Thanh Nguyên. Xin chào Phan Liên. Chiều em đi. À, bận đi làm cả chiều à. Mọi người có thể comment cho Hà biết là một bài đăng của mọi người thường được bao nhiêu comment không ạ? Thường thì mọi người đăng một bài viết lên là được bao nhiêu like và bao nhiêu comment ạ? Mọi người có thể comment cho Hà biết được không? Hà sẽ hướng dẫn cho mọi người. Thường thì một ngày bài các bạn đăng lên được bao nhiêu like và bao nhiêu comment ạ? Các bạn có thể tương tác với Hà, trả lời cho Hà biết được không ạ? Xoan Lê, bài em một ngày thường bao nhiêu comment ạ? Và bài mà comment nhiều nhất là những bài gì? Và bài mà các bạn liên quan đến bản Hà thì được bao nhiêu comment ạ? Các bạn có thể nói cho Hà biết được không? Bình quân từ 40 đến 50 comment, 5 đến 6 comment. Tình ơi, tức là một ngày bạn đăng bao nhiêu bài, bài nào cũng đạt từ 40 đến 50 hay là sao? Tức là bài đó là bài bán hàng hay là bài đăng về cá nhân ạ? Đinh Thanh Thanh Huyên, 5 đến 6 comment. Vậy mình hỏi bạn Đinh Thanh Thanh Huyên nha, một ngày bạn đi tương tác được bao nhiêu người? Bạn có thể trả lời cho mình biết là một ngày bạn mở cái Facebook của bạn ra thì bạn đi... Tức là bạn đi comment và like ba người khác, bạn đếm được bao nhiêu người ạ? Bạn có thể nhớ được hay không? Em bán hàng phụ khóa. Rồi, phụ khóa này nhiều người bán mà. Xin chào Giang Lê. Bạn có thể cho bạn Đinh Thanh Thanh Huyên có thể cho mình biết là bạn một ngày bạn đi tương tác được bao nhiêu người không ạ? Vậy mà bài của bạn là 5-6 comment, mình sẽ giải thích cho các bạn nhé. Còn bạn Tinh Trương 40-50 comment là bài về bản thân bạn hay là về bán hàng ạ? Còn những người khác thì sao ạ? Xoan Lê chưa đăng nhiều bài, mới khởi động giới thiệu về sản phẩm. À, vậy là lượng tương tác của Tinh khá ổn rồi. Một ngày Tinh báo có đi tương tác được bao nhiêu người ạ? Ai cũng like và bình luận.
ai cũng like và bình luận, nhưng mà một bài bạn chỉ nhận được 5,6 comment là bạn phải nhìn lại bạn. Chút nữa mình sẽ hướng dẫn cho bạn, lý giải cho bạn lý do vì sao mà bài đăng của bạn chỉ đạt 5-6 comment nhé. Chưa đăng nhiều bạn, đúng rồi. Bạn tinh trương mới bán hàng thì bạn phải trao đi nhiều giá trị, bạn phải giới thiệu nhiều kiến thức nhiều đã, bạn phải chứng tỏ bạn là một chuyên gia trước đã, thì lúc đó bán hàng mới thành công được. Còn mới đột vào chưa sử dụng sản phẩm nhiều thì đăng nhiều về sản phẩm sẽ không tốt. Bài đăng về cá nhân tương tác rất cao, còn về bán hàng thì ít tương tác hơn ạ. Rồi, cảm ơn Soan Lê nhé. Ngày em đăng 6-7 bài. Bạn Thành Huyên ơi, bạn 6-7 bài của bạn là tất cả đều về bán hàng à bạn? Đúng ạ, 6-7 bài của bạn tất cả đều là về bán hàng hay đúng không ạ? Bạn có thể trả lời giúp mình đúng ạ? Khá nhiều thương thì thấy bài mới của các bạn thì vào comment chọc vui vậy. Đúng rồi, cách của tinh trương là, tức là mình sẽ giới thiệu hướng dẫn cho các bạn luôn. Thứ nhất là vấn đề thứ nhất mà khiến cho Facebook của các bạn mất tương tác ạ, là các bạn không chịu đi tương tác cho bạn bè. Cái lý do này là tinh trương và Thánh Huyền không gặp phải, các bạn vẫn đi tương tác với người khác. Xin chào Nguyễn Thân Phương Tráng nhá. Nhưng mà các bạn không nhận được comment trở lại, bình luận trở lại, thì cái đó là cái vấn đề thứ hai Ha sẽ hướng dẫn sau. Còn Ha sẽ nói cho mọi người nghe cái vấn đề thứ nhất, đó là vì sao mà các bạn mất tương tác trên Facebook. Đó, lý do thứ nhất là do các bạn không chịu đi tương tác với người khác. Các bạn có thể comment cho Ha được không ạ? Cái nội dung mà Ha chia sẻ. Các bạn phải biết là một bài đăng của các bạn chỉ cho phép hiển thị 5% tới tổng cái danh sách của các bạn. Vì vậy mà các bạn không chịu đi tương tác với người khác mà các bạn chỉ đăng bài lên, thì việc xảy ra đó là bài của các bạn đã hiển thị tới giới hạn một số người rồi, mà các bạn không chịu tương tác thì họ sẽ không thấy được bài bạn đăng. Chính vì vậy mà bài của bạn sẽ không xuất hiện trên tường của họ để họ biết. Họ thấy, họ không thấy thì họ sẽ không comment. Quy luật hiển thị của Facebook tức là khi mà các bạn tương tác với người khác, tức là các bạn vào like này, các bạn vào comment và các bạn vào nhắn tin với họ, thì họ mới thấy được bài bạn đăng, bài của bạn đăng. Đó là quy luật tương tác của Facebook. Các bạn nếu như không hiểu rõ được quy luật tương tác ở trên Facebook thì các bạn không thể bán được hàng. Khi mà các bạn muốn bán hàng tốt trên Facebook thì việc đầu tiên đó là các bạn phải hiểu cái chỗ mà bạn bán hàng đã. Cảm ơn Soan Lê nhé. Còn cái vấn đề thứ hai, các bạn có một ngày mà nếu như các bạn không thể tương tác nổi 50 đến 100 người, thì điều hiển nhiên các bạn nhận lại đó là bài bán hàng của các bạn không thể có nổi 10 comment. Vì vậy việc của các bạn đó là các bạn phải... Xin chào Mã Văn Đức nha, xin chào Ngá Hoàng. Nếu như các bạn một ngày không đi tương tác đủ 50 đến 100 người, đó là điều tối thiểu mà số lượng tối thiểu mà các bạn đạt được á, thì bài đăng của các bạn sẽ không có nổi 10 comment. Đó là điều mà Hà dám chắc chắn với các bạn. Vì vậy mà việc đầu tiên khi các bạn đăng một bài bán hàng lên, đó là các bạn phải đảm bảo cái lượng tương tác ổn định trên Facebook của các bạn. Đó là một ngày các bạn phải đi comment từ 50 đến 100 người và thậm chí là hơn. Các bạn vào like, các bạn vào comment và các bạn vào nhắn tin với họ, thì họ sẽ thấy được bài bạn đăng và chắc tất nhiên thì họ sẽ tương tác lại với các bạn. Và việc của các bạn nữa đó là các bạn không phải là tương tác với những người bán hàng một mình, mà các bạn phải mở list friend của các bạn ra. Các bạn phải mở list friend của các bạn ra và các bạn vào hỏi thăm họ. Tức là trong cái list bạn bè của các bạn có rất nhiều người không bán hàng, thì họ sẽ ít đăng bài bán hàng hơn. Chính vì vậy mà trên cái new feed của bạn khó mà hiển thị được bài đăng của họ. Vì vậy việc của các bạn đó là các bạn hãy chịu khó một ngày các bạn mở cái list friend của các bạn ra
và các bạn vào mở trang cá nhân của từng người ra và thấy cả cái bài đăng của họ thì các bạn vào đó comment hỏi thăm sức khỏe của họ, và các bạn vào nhắn tin cho họ, đó cũng là một cách để cho họ thấy bài đăng của các bạn. Đó là một cách để cho các bạn tăng tương tác của trên Facebook. Và cái ý thứ hai mà Hà muốn mọi người nhớ, đó là lý do thứ hai mà các bạn mất tương tác trên Facebook ạ, là do lượng bạn bè của các bạn quá ít. Mọi người có nghe rõ Hà nói không ạ? Đợi Hà chia sẻ chút, tại vì là phải giờ này hình như là các bạn đang đi làm nhiều hay sao mà ít người xem quá. Bình thường Hà lại không có ít người xem như thế này, bình thường lại từ 50 người mà bây giờ tự nhiên tụt xuống 5-6 người nên là hơi hoảng. Mọi người có nghe rõ Hà nói không ạ? Cái ý thứ hai đó là lượng bạn bè quá ít. Mà hôm nay nhiều người kết bạn với Hà, gửi lời mời kết bạn với Hà, và Hà có vào kiểm tra Facebook của mọi người thì lượng bạn bè của mọi người chỉ đạt tầm 1.000, 1.200 tới 1.500 bạn bè, tức là bạn bè quá ít, trong khi lớp phấy họ cho phú bạn bè là 7.000, à 5.000, phấy họ cho phú bạn bè là 5.000 mà các bạn chỉ có lượng bạn bè là 1.000 tới 2.000. Thì các bạn phải hiểu là Facebook chỉ cho hiển thị 5% tới cái tổng danh sách bạn bè của các bạn. Bài viết của bạn chỉ cho hiển thị 5% mà các bạn kết bạn quá ít như vậy. Thì sự việc xảy ra đó là bài đăng của các bạn không thể hiển thị hết. Khi mà bạn chỉ có 1.000 tới 2.000 thì tương đương với 100 tới 200 lượng người có thể tiếp cận được bài đăng của các bạn. Chính vì vậy mà việc của các bạn là các bạn phải kết bạn nhiều lên. Và Hà sẽ giúp các bạn cách tiếp cận khách hàng tiềm năng. Đó là các bạn hãy vào trả cái nhóm hội chợ, các bạn đăng cả cái tớt trong đó. Khi có lượng người mà comment cả cái tớt của bạn, cả cái tớt đó là cả cái tớt chia sẻ này, cả cái tớt chia sẻ kinh nghiệm với sản phẩm này, cả cái tớt mà chia sẻ với bản thân á, chia sẻ cả cái bí quyết nuôi con hoặc là cả cái kiến thức hữu ích về sản phẩm, về cuộc sống á, thì mọi sẽ nhận được sự quan tâm của mọi người nhiều. Còn cả bạn cứ vào nhóm mà đăng bài bán hàng thì chắc chắn là sẽ nhận được ít comment. Đó là một sự thật. Các bạn hãy thử mà xem, nếu như các bạn vào cả cái nhóm chờ, các bạn đăng bài bán hàng thì nó trôi giống như là một bài vô hình, không có ai xem. Còn các bạn đăng cả cái video về chia sẻ cả cái bí quyết sống này, cả cái cách chăm con này, hoặc các bạn đăng cả cái chủ đề hot về gia đình, về phụ nữ, về xã hội, về cuộc sống vợ chồng, thì những cái tớ đó luôn luôn nhận được sự quan tâm nhiều hơn. Các bạn hãy đăng những cái tớ đó, và những người vào comment cả cái tớ đó của bạn, các bạn hãy kết bạn với họ, đó là khách hàng của các bạn, nếu các bạn biết cách chăm sóc tốt. Và một ý nữa đó là bạn bè của các bạn sẽ là những người ở trong địa phương của các bạn. Các bạn hãy đánh vào những người mà có thu nhập ổn định. Các bạn hãy đánh vào những người mà có thu nhập ổn định, tức là trong địa phương của các bạn chắc chắn là có cả cái trường học, đúng ạ? Thì các bạn vào đó, các bạn vào cả cái trường, các bạn kết bạn với cả cô, thì trên phái nó luôn ưu tiên hiển thị những cái người mà có bạn chúng của các bạn ấy. Khi mà các bạn đã kết bạn được với một cô giáo rồi thì những cái cô giáo đó có những người bạn khác là các cô giáo khác, thì Facebook nó sẽ ưu tiên hiển thị trên cái hàng mà kết bạn. Thì các bạn nhận kết bạn đó, các bạn nhận kết bạn với các cái cô ở trong trường, thì đó cũng là nguồn khách hàng tiềm năng của các bạn, dù các bạn bán sản phẩm gì. Các bạn bán mỹ phẩm, các bạn bán phụ khoa, các bạn bán bất kỳ sản phẩm gì, thì tất cả mọi người đều có nhu cầu mua. Họ có nhu cầu mua từ tóc này, từ mặt, từ chân tay, từ quần áo, từ phía bên trong, chăm sóc da dày, chăm sóc cơ thể, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe. Họ có tất cả nhu cầu về vấn đề cần chăm sóc, họ có tất cả nhu cầu về việc mua sắm. Các bạn bán bất kỳ sản phẩm nào cũng có khả năng bán tốt. Các bạn việc đầu tiên là phải xác định tư tưởng như vậy. Tức là khi các bạn bán mỹ phẩm này, các bạn bán phụ khoa này, các bạn bán quần áo, thì các bạn phải luôn luôn xác định trong đầu là lượng khách hàng tiềm năng rất nhiều ở ngay chính xung quanh các bạn.
chỉ có việc xảy ra đó là các bạn chưa khai thác hết mà thôi. Và các bạn đánh vào những cái người có thu nhập ổn định trước, đó là những người sẽ đảm bảo lượng mua hàng lâu dài và các bạn dễ chốt hơn. Còn những người mà làm nông dân ở nhà, những người mà làm nông dân ở nhà thì họ vẫn có khả năng mua, nhưng mà các bạn sẽ khó chốt hơn, tại vì tài chính của họ có eo hẹp hơn những cái người mà có lương ổn định. Đúng ạ. Chính vì vậy mà các bạn ở thành phố là các bạn dễ bán hơn ở nông thôn, là vì thành phố có khu công nghiệp nhiều, ở có họ có thu nhập ổn định hơn. Ở nông thôn thì lượng người mà làm giáo viên, lượng người đi làm công nhân viên chức làm cả nhà nước thì nó ít hơn. Nhưng không phải là nông dân không có cái khả năng mua. Chính vì vậy mà các bạn phải khai thác hết khách hàng tiềm năng ở xung quanh cả bạn, ở trong hội nhóm. Các bạn hãy chăm chỉ kết bạn với người ở trong xã mình này, trong huyện mình, trong tỉnh mình này. Những người học chung cấp 3, cấp 2, các bạn hãy kết bạn hết với bạn cả với họ. Đừng có bỏ qua. Tại vì là có một sự thật xảy ra, đó là họ nếu như không có nhu cầu mua hàng của bạn thì các bạn đăng bài thường xuyên, thì các bạn bán sản phẩm gì cũng sẽ xuất hiện trong cái tâm trí của họ. Xuất hiện trong tâm trí của họ, một khi đã ở trong tâm trí của họ rồi thì họ sẽ nhớ tới bạn. Và khi có người muốn mua sản phẩm của bạn thì họ sẽ sẵn sàng giới thiệu bạn với người đó. Các bạn nghe có hiểu không ạ? Xin chào Hồ Quyến nhé. Mọi người vào 62 chào thì mọi người có thể chào lại Hà một câu được không ạ? Để Hà chia sẻ một chút với nhóm. Mọi người có thể mọi người đã kết bạn hết với những người ở trong địa phương mình chưa, hay là cả bạn lại bỏ qua, cả bạn nghĩ là khách hàng gần là khó bán ạ? Những ai đang xem livestream này nhờ xin chào anh Ngò nhé. Cả bạn đang xem livestream, các bạn có thể comment chào Hà một câu được không ạ? Đấy, đó là cái lý do thứ hai, đó lượng bạn bè quá ít, và Hà đã hướng dẫn mọi người là cách kết bạn ở trong nhóm và cách kết bạn ở địa phương rồi. Và cái lý do thứ ba, Hà sẽ đi đến lý do thứ ba cho mọi người. Mọi người có nghe hiểu rõ cả cái mục mà Hà đang nói không ạ? Có thể comment cho Hà một câu được không? Hà thấy người xem nhiều nhưng mà không có comment, thì không biết là máy của Hà có bị lỗi gì hay không nữa. Mọi người có thể comment cho Hà biết được không ạ? Mọi người vào sau nhá, hiểu rồi. Cảm ơn Tinh nhá. Cái ý thứ ba mà muốn giải thích cho mọi người đó là Facebook mất tương tác, đó là nội dung content không hấp dẫn. Nội dung bài đăng ấy. Khi mà các bạn đăng một bài lên, các bạn muốn được nhiều người comment thì thường là các bạn sẽ đăng như thế nào? Bạn Tinh đăng lên mà 40 đến 50 người comment thì thường là bài đăng của bạn là bàn về chủ đề gì ạ? Còn những người khác, các bạn đăng lên rất ít người xem thì các bạn phải xem lại cái nội dung bài đăng của các bạn. Ví dụ là các bạn muốn mọi người vào comment nhiều thì các bạn phải đăng được cả câu hỏi. Xin chào chị Nai Phương ạ. Các bạn phải trong cái bài đăng của các bạn hàng ngày, các bạn phải đi kèm những câu hỏi. Khi mà các bạn đặt câu hỏi sẽ kích thích người xem trả lời. Chính vì vậy thì họ mới cầm cái điện thoại lên, họ comment trả lời cái nội dung đó. Còn nếu các bạn cứ đăng bài bán hàng, các bạn copy một bài dài ở đâu về đó, các bạn copy một bài dài là phía trên là cái sản phẩm này này. Đúng rồi, đăng kiểu câu hỏi mở, đó là một cách để tăng tương tác và gửi cho người khác trả lời. Bạn Tinh đang làm rất là đúng ạ. Tức là mọi người phải nhớ là mọi người khi đăng một bài bán hàng, các bạn cứ phía trên là tên sản phẩm, phía dưới là công dụng, phía dưới nữa đó là liên hệ với tôi bằng cách này cách kia. Thường đó là bố cục của một bài đăng bán hàng, và các bạn thường copy ở trong hệ thống của các bạn. Các bạn copy về và các bạn đăng. Những bài đăng như vậy chắc chắn lượng comment sẽ ít, nếu có
thì cũng chỉ có là người trong hệ thống của các bạn vào comment hỗ trợ cho các bạn, còn khách hàng và bạn bè thì không. Đúng ạ, cả bạn có công nhận một điều như vậy không ạ? Các bạn có công nhận một điều là khi mà cả bạn đăng bài những nội dung như vậy thì lượng hiển thị là giảm rất xấu không ạ? Xin chào chị Lê Xuân nhé. Vì vậy là bài đăng của các bạn ha, hướng dẫn cho mọi người là cái thứ nhất, mọi người nên có cả cái tớt ngắn trên cả cái nền đỏ, trên cả cái nền đỏ. Mọi người nên có cả cái tớt ngắn trên cả cái nền đỏ. Khi mà mọi người đăng được những tớt như vậy sẽ thu hút ánh nhìn của người khác. Và những cái tớt ngắn đó các bạn nên đặt câu hỏi. Những cái tớt ngắn đó các bạn nên đặt câu hỏi. Ví dụ là bạn Tinh bán mỹ phẩm này, chị Lê Xuân bán quần áo đúng không ạ? Thì khi mà các bạn đăng được những cái câu liên quan đến sản phẩm các bạn vào hỏi. Ví dụ bạn Tinh Trương bán mỹ phẩm thì các bạn sẽ hỏi, các bạn sẽ hỏi, sẽ đăng được những cái tớt đó là ví dụ là giá cả bạn đang gặp tình trạng nào sau đấy này, sân xui này, mụn nổi này hay là gì gì đó, các bạn sẽ đăng được những câu hỏi như vậy. Thì những người xem đó họ mới có vào comment cho bà các bạn, cho đó chính là tăng tương tác cho các bạn. Xin chào Tùng Anh nha, xin chào bạn Phan Sang, lâu ngày quá bạn Sang ạ. Hello Tùng Anh. Vì vậy mà việc của các bạn là đăng được những cái tớt như vậy á thì sẽ kéo được tương tác. Còn các bạn cứ cóp những cái bài bán hàng dài, các bạn cứ cóp những cái bài bán hàng dài về thì chắc chắn là mọi người xem sẽ bị nham, mọi người sẽ không tương tác cho các bạn. Xin chào chị Linh Giang ạ. Dạ cảm ơn chị. Còn cái nội dung thứ hai nữa, xin chào Phan Sáng nhé. Các bạn phải nếu được những câu hỏi mở, tức là các bạn đưa ra cả cái công dụng đúng không ạ? Khi mà các bạn hiểu đặt tâm mình vào các sản phẩm mà các bạn đang bán, các bạn hiểu rõ về sản phẩm thì các bạn nếu được công dụng của họ. Các bạn nhớ là các bạn mỗi ngày các bạn nếu được một công dụng nổi trội của sản phẩm, các bạn sẽ đặt câu đó một câu ngắn gọn thôi. Ví dụ là sản phẩm của bạn Tinh bán là có một cái sản phẩm trị mụn thì các bạn sẽ đặt một câu hỏi là các bạn muốn bỏ ra chi phí 3k 4k một ngày để điều trị dứt điểm mụn trên bàn, trên da mặt của các bạn, hay là các bạn để khuôn mặt mụn ra đường mất tự tin. Đó là một câu để các bạn gợi mở cái sự trả lời của khách hàng. Đó là một câu để các bạn tăng tương tác. Các bạn hãy đặt tâm mình vào cái sản phẩm. Khi mà các bạn hiểu rõ cái công dụng của sản phẩm đó thì các bạn đưa lên một đặc điểm nổi bật, một công dụng nổi bật đi kèm với cái giá của sản phẩm các bạn chia ra ngay. Các bạn đưa ra sự so sánh để khách hàng liên tưởng. Khách hàng liên tưởng nếu như không dùng sản phẩm của các bạn sẽ như thế này và dùng sẽ như thế này. Các bạn đưa ra sự so sánh liên tưởng đó sẽ thu hút được khách hàng và khơi gợi nhu cầu của khách hàng. Xin chào chị Huyên ạ. Các bạn phải thay đổi. Còn nếu các bạn cứ mãi đăng bài theo cái hệ thống cũ á, theo cái cách đăng bài cũ á, thì dễ gây ra sự nhàm chán. Và ngày nào các bạn cùng chỉ biết cóp bài về đăng á thì dễ dàng sẽ bị một số bạn bè block cả bạn. Đó là một sự thật. Đúng ạ, mọi người có nghe có hiểu rõ không ạ? Hello Trần Thị Luyến nha. Và cái nội dung ý thứ 3 mà Ha đã chia sẻ với mọi người là nội dung bài đăng không hấp dẫn này, thì các bạn phải nhớ được là khi các bạn đăng nội dung gì thì các bạn cũng hãy vào comment chỉnh cái bài đăng của các bạn. Xin chào Hương Trình nha, xin chào Lê Xuân. Các bạn bình thường các bạn đăng bài các bạn có vào comment chỉnh bài đăng của các bạn không ạ? Các bạn có thả tim cho bài của các bạn không ạ? Bao xin chia sẻ năng lượng. Cảm ơn Luyến nhá. Tức là khi mà các bạn đăng một bài lên, ví dụ là các bạn đăng tầm 10 đến 15 phút là bài của các bạn đã trôi phải dưới cung của New Fest rồi. Có nhiều người đăng cùng cái khung giờ đó thì họ đã nổi lên trên.
Vì bản thân mình đọc bài quảng cáo của người khác cũng thấy nham nên thường đặt mình vào vị trí là khách hàng. Đúng rồi. Mình không, em có. Rồi cảm ơn mọi người nhé. Bạn Tinh Trương, bạn có rất nhiều kiến thức về bán hàng và Hà tin chắc là bạn Tinh là bán rất tốt. Mọi người đặt tâm thế của mình vào một khách hàng và một người đi mua hàng thì các bạn sẽ biết cách đăng bài như thế nào cho thu hút. Cảm ơn Tùng Hánh nha, cảm ơn Lê Xuân. Vậy là chị Linh Giang phải xem lại rồi, chị đăng bài lên là chị phải vào tương tác cho chính bài của chị đã. Tại vì các bạn phải biết là khi mà các bạn đăng bài chỉ cần 6-7 phút là bài của người khác đã nổi lên trên newsfeed rồi. Khi khách hàng mở điện thoại ra thì cái cùng cái thời điểm đó, khi mà khách hàng mở thì những bài người khác đăng đã nổi lên trên, bài của bạn đã bị giảm xuống. Thì việc của các bạn đó là các bạn phải vào comment bài của các bạn thì bài đó mới nổi lên được. Xin chào Khánh Trân nhé. Bạn có thể, các bạn có thể vào thả cho nó một cái icon, hoặc là các bạn vào đăng một cái phản hồi của khách ở phía dưới bài các bạn đăng. Khi luật hiển thị của Facebook là các bạn khi mà mọi người mở cái bài ra thì những cái chủ của cái status đó đăng cái comment gì thì cũng sẽ nổi lên ở phía dưới bình luận. Chính vì vậy mà các bạn lợi dụng cái ý đó để các bạn đăng cả cái feedback phía dưới thì người khác vào xem thì sẽ dễ dàng đập vào mắt họ là cái phản hồi của khách hàng khi sử dụng cái sản phẩm đó. Đó là một cách để tăng độ tin tưởng. Các bạn vào thả icon này, các bạn vào thả cái hướng dẫn sử dụng này hoặc cái phản hồi của khách. Tất cả mọi thứ cứ 30 phút, 1 tiếng các bạn vào thả một lần. Hoặc là những cái ngày sau đó khi các bạn muốn bài đăng của mình nổi lên, các bạn cũng hãy vào làm cách đó. Đó là một cách. Và khi mà mọi người nhìn thấy cái lượng comment nhiều thì mọi người cũng mới có hứng thú để vào đọc. Đọc, khi mà đọc thì họ mới trả lời. Đúng ạ. Và ý thứ tư mà Hà là chia sẻ với mọi người là tương tác chính bài của mình. Ý thứ năm của Facebook mất tương tác đó là, mọi người có nghe kịp không ạ? Mọi người có nghe kịp những gì Hà nói không ạ? Ý thứ năm đó là các bạn không đăng bài ở nhóm. Xin chào Văn Thắm nhé. Ý thứ năm đó là hoạt động nhóm. Hello Phan Thắm. Cảm ơn Tinh nha. Ý thứ năm Hà chia sẻ với mọi người đó là lý do mà Facebook các bạn mất tương tác. Đó là cách mà các bạn hoạt động nhóm. Mọi người phải nên biết rằng là khi các bạn có một đội nhóm đủ đông và đủ mạnh thì chắc chắn là lượng tương tác của các bạn sẽ tăng lên rất là nhiều ạ. Ví dụ là tất cả ai trong chúng ta, những người mà bán hàng online đều có một cái nhóm, một cái hệ thống riêng của các bạn. Và khi các bạn vào hoạt động trong đó thì mọi người sẽ cùng hỗ trợ tương tác nhau, đúng không ạ? Xin chào Tiến Nguyễn nhé. Và việc của các bạn đó là các bạn hoạt động nhóm thì các bạn thường xuyên chia sẻ với mọi người. Em cũng làm theo chị nói, những bài bị trôi mình thả cân vào lại có người nhìn thấy. Rồi cảm ơn Nguyễn Tùng Anh nhá. Bài của Hà có nhiều bài mà đăng cách đây mấy tháng hoặc đăng cách đây tầm mấy tuần vẫn cứ có giờ mở cái thông báo ra, vẫn cứ có người vào like và comment. Tức là do Hà vào đó thả được cái cân cho nên là, và khi lượng comment càng nhiều thì Facebook nó càng đẩy cái bài đó về đầu bảng tin. Mọi người có công nhận là chính bản thân các bạn đây, khi mở một cái Facebook ra thì có nhiều bài đăng cách đây mấy ngày vẫn cứ hiện lên đầu tiên, đúng không ạ? Tại vì là cái bài đăng của người đó, cái lượng comment nó nhiều thì Facebook nó đẩy lên. Lượng comment càng nhiều thì Facebook nó đẩy lên, và người comment ở thời điểm đó gần nhất thì Facebook mới đẩy lên. Chính vì vậy là nếu như các bạn không thể kéo được nhiều lượt tương tác thì các bạn phải vào tương tác cho chính bản thân bạn. Xin chào Hoa Lan Thủy nhé. Xin chào Tiến Nguyễn Quang. Nhiều người mới nhìn thấy được. Và cái ý thứ 5 Hà xin giải thích tiếp đó là hoạt động nhóm. Các bạn vào hoạt động nhóm thì nhóm các bạn mới vào tương tác cho các bạn. Biết rằng là một bài đăng của các bạn, nếu như là nhóm các bạn vào tương tác thì đó không phải là khách hàng tiềm năng.
Nhưng khi có nhóm vào tương tác thì các thì khách hàng sẽ nâng độ tin tưởng của khách hàng lên. Vì là nhóm thường thường là vào giúp đỡ hỗ trợ nhau những câu tương tác có tâm và họ sẽ giúp nhau là khẳng định thêm cái độ chất lượng của sản phẩm đó. Đúng ạ. Và các bạn không chỉ là một cái nhóm mà cùng hệ thống mà ý ha, muốn nói nhóm đấy là còn là cái nhóm chờ các cái group lớn. Khi mà các bạn vào cả cái nhóm chờ, các bạn đăng được những cái tốt như mà lúc nãy Hà nói á, những cái tốt mà các bạn chia sẻ về cuộc sống ấy, chia sẻ về cái sản phẩm mà các bạn đang bán, nhưng mà không phải là bán về cái sản phẩm đó mà các bạn chia sẻ những cái vấn đề liên quan, những cái công dụng liên quan, những cái cách dùng liên quan đến sản phẩm đó vào các hội nhóm thì sẽ kéo được người quan tâm đến sản phẩm bạn và họ sẽ tự động kết bạn với các bạn. Xin chào Lê Hành nhé, xin chào Nguyễn Trọng Phán nhé. Vì vậy là việc của các bạn là các bạn hãy tham gia nhiều cái group công khai có lượng thành viên nhiều, có lượng thành viên là từ mấy trăm đến mấy nghìn. Các bạn đừng có tham gia những group mà chỉ có thành viên là mấy chục người thì chắc chắn là lượng tương tác sẽ ít. Các bạn vào những cái group lớn á, các bạn thường xuyên đăng bài và các bạn thường xuyên comment bài của họ á, thì sẽ kéo được lượng người đó về Facebook của các bạn. Và có một mèo nhỏ mà dành tặng cho các bạn, đó là khi các bạn, xin chào Thanh Nhan, đó là khi các bạn mà muốn đăng bài gì ở trong cái group á thì các bạn nên sao chép cái đường link của cái bài đăng của các bạn dán ở phía dưới cái bài ở trong nhóm. Khi mà các bạn làm như vậy thì những người trong nhóm sẽ bấm vào đường link đó để xem, và cái đường link đó sẽ hiện cái Facebook của các bạn lên, thì sẽ khiến họ loát được hết cái Facebook của các bạn và biết được nhiều về bản thân của các bạn nữa. Còn khi mà các bạn chỉ đăng được một bài ở trong nhóm á, cái bài đó thì nó sẽ hạn chế hơn. Cái mèo này đã giúp Hà chốt được rất nhiều khách lệ. Tại vì là khi mà Hà đăng, ví dụ Hà kiếm một cái bài mà Hà đăng chất nhất về cái sản phẩm Hà đang bán, có nhiều phản hồi của khách và có nhiều comment nhất, Hà chép cái bài đăng đó vào trong cái nhóm. Thì khi mọi người vào đọc thì những cái lượng comment rất nhiều đó, mọi người cũng sẽ tò mò và cũng sẽ vào xem cái comment đó là comment phản hồi của khách. Và đó là giúp, cái cách đó là cách mà giúp Hà chốt được nhiều khách lẻ nhất. Thì Hà chia sẻ cái mèo này với mọi người thì mong mọi người cũng sẽ áp dụng thành công giống như Hà. Các bạn hãy hoạt động nhóm tích cực lên ạ. Hoạt động nhóm chờ tích cực lên thì nó sẽ giúp cho mọi người rất là nhiều. Xin chào chị Nguyễn Khả Ái ạ. 10 giờ 8 phút rồi. Hà đã nói xong ý thứ 5, mọi người có hiểu không ạ? Mọi người có hiểu được cái ý thứ 5 Hà nói không ạ? Bạn Phan Sáng bán mỹ phẩm nhờ, bán mỹ phẩm ở shop. Bạn thường thường là quảng cáo cái shop của bạn như thế nào vậy bạn Phan Sáng ơi? Cảm ơn chia sẻ của chị. Cảm ơn Nguyễn Tung Ánh nha. Bạn Phan Sáng cho mình hỏi là bạn thường là quảng cáo cái shop của bạn bằng cách nào? Chị Nguyễn Khả Ái hôm trước chị bảo chị bán gì chị nhờ? Chị vẫn chưa đổi được tên là chị. Hôm trước em bảo chị là chị đổi tên mà. Thường thường bạn chị quảng cáo trên Facebook chứ các bạn, chứ bạn Phan Sáng không có phát tờ rơi à bạn? Phát tờ rơi cũng là một cách mà để cho người dân họ biết được là shop bạn bán những gì, có ưu đãi gì. Khi mà các bạn tạo ra ưu đãi, tạo ra một cái chương trình nào đó mà các bạn phát được tờ rơi á, thì đó là một hiệu ứng rất tốt để cho mọi người biết được đến bạn. Mình cũng đăng hình lên thôi. Xin chào Nam Trân. Tức là bạn chỉ sử dụng cách truyền thống, bạn có live stream không ạ? Hiểu rồi chị, cảm ơn Nguyễn Tung Anh nhé. Chị Nguyễn Khả Ái, chị chưa đổi được tên rồi chị ơi. Hôm trước em bảo chị đổi tên rồi mà. Xin chào Phan Hoa. Nếu chị không đổi tên, chị vẫn đặt tên theo con của chị đúng ạ. Nguyễn Khả Ái là con, tên của con chị mà. Cảm ơn Nguyễn Tung Anh nhé. Bạn Phan Sáng có hay live stream không bạn? Quần áo. Dạ chị Nguyễn Khả Ái bán quần áo. Đúng rồi em biết rồi, lâu hôm trước là chị con đặt cái avatar là cái bộ quần áo thì em nói, thì sau đó sau cái live stream đó thì em thấy chị là có thay cái avatar bằng hình của chị, nhưng mà tên thì em vẫn chưa thấy chị đổi. À có live stream à? Đúng rồi, bạn thường xuyên live stream vào một khung giờ nhất định.
Cảm ơn bạn nhé. Bạn nên lái ba vào một khung giờ nhất định. Tại vì trước đây Hà đi mua mỹ phẩm và mua giày dép á, thì Hà có một cái shop mà Hà theo dõi lâu lắm. Tức là cứ 9 giờ là họ lái, 9 giờ là họ lái. Và hầu như là tối nào 9 giờ Hà cũng vào lái cái lái của họ. Và khi Hà xem thì trước là những có những cái lái mà không có mẫu mình thích á, thì Hà cứ biết chắc chắn rằng 9 giờ họ lái, 9 giờ tối là họ lái. Và cứ cái khung giờ đó là Hà mở điện thoại ra thì Hà sẽ vào face của họ trước để Hà chân cái lái của họ. Tên shop với lại in trên bao bì nên chị chưa đổi. À dạ, vậy là chị in trên bao bì là cũng tên hay à chị? Dạ. Xin chào Huấn Nguyễn nhé. Tức là mọi người nên lái vào một khung giờ cố định và ngày nào cũng lái, thì chắc chắn sẽ không bỏ rơi khách hàng. Tại vì nhiều khách hàng không phải cứ vào xem lái là họ chốt được liền, họ phải theo dõi face của các bạn và họ phải tìm đúng cái sản phẩm mà họ yêu thích. Thì việc mà các bạn lái thường xuyên liên tục và một cố định như vậy, các bạn sẽ tạo được niềm tin và thói quen trong khách hàng. Và khi tạo được cái thói quen trong khách hàng đó thì họ sẽ nhớ đến bạn và nhớ đến khung giờ đó, nhớ ra bạn lái và chắc chắn là vào bạn xem lái. Như vậy là các bạn đã có một lượt tương tác trừ cái khách hàng thân quen đó. Và nếu như các bạn không có đủ thời gian và sức lực để làm việc đó, thì bên Hà có hỗ trợ cho các bạn công cụ, đó là công cụ lái FB, là phát lại lái trước đó của các bạn. Tức là các bạn chỉ cần tối nay lái này, ví dụ Hà sáng nay 9 giờ là Hà lái này á, thì 9 giờ sáng mai Hà sẽ dùng phần mềm lái FB và Hà phát lại cái lái này. Mọi người sẽ xem cái lái đó và không nhận ra là Hà đang phát lại. Tại vì Hà cũng nói như thế này, cũng có người vào xem comment như thế này. Đúng rồi bạn Tinh. Tức là cái gì tạo thành cái thói quen trong đầu của các bạn thì các bạn sẽ nhớ rất lâu. Cứ khung giờ đó là các bạn nhớ đến cái shop đó và các bạn vẫn chưa mua được cái sản phẩm mà các bạn ưng ý. Và khi các bạn mua được rồi thì các bạn cũng sẽ muốn mua tiếp. Tại vì các bạn nhận được sản phẩm các bạn rất là hài lòng, và shop đó chăm sóc khách hàng rất là kỹ, chăm sóc các bạn rất là tốt, thì các bạn sẽ có ấn tượng tốt và các bạn sẽ vào ủng hộ tiếp. Nhiều lúc đơn giản các bạn không phải là muốn mua tiếp sản phẩm, mà các bạn chỉ vào xem vì là bị hấp dẫn bởi cách nói của họ này, vì cách bán của họ này. Đơn giản là các bạn chỉ vào xem. Có nhiều khách hàng như vậy, Hà dám đảm bảo, tại vì Hà cũng đã từng như vậy. Và nếu như vào thì họ kêu gọi chia sẻ, thì mình vì mến họ thì mình cũng sẵn sàng chia sẻ cho họ một cái nút chia sẻ. Nếu như các bạn tạo được những cái khách hàng thân quen như vậy á, thì Hà đảm bảo tương tác của các bạn sẽ tăng rất là nhiều. Xin chào Lo Thị Thương, xin chào Hóa Tà nhé. Và cái phần mềm lái FB bên Hà sẽ giải quyết vấn đề này cho các bạn. Tức là khi mà các bạn lái, các bạn không phải là lúc nào cũng có thể đủ thời gian và sức khỏe để lái, đúng không ạ? Nhiều lúc các bạn vướng con cái này, thì cái phần mềm đó sẽ giúp các bạn phát lại cái live stream này, giống như các bạn đang ngồi nói chuyện với mọi người bình thường như thế này, không có gì khác cả. Và các bạn có thể nằm cầm cái điện thoại như thế này và các bạn ấn, chứ các bạn không cần phải đứng, các bạn không cần phải ngồi nói cả tiếng đồng hồ như thế này nữa. Rồi, cảm ơn bạn Tinh Trương nhé. Và khi live stream thì Hà hướng dẫn cho các bạn là các bạn nên kêu gọi mọi người tương tác và comment nhìn trả lời các bạn. Tại vì là các bạn nên hiểu là Facebook khi mà một live stream có nhiều lượng comment, có nhiều lượng người xem á, thì càng nhiều comment, càng nhiều người xem thì Facebook sẽ càng đẩy cái live stream đó lên đâu cái bảng tin và tiếp cận được nhiều người xem hơn. Hà đã xong ý thứ 5 rồi, là ý thứ 5 là ý hoạt động nhóm, đúng ạ? Đúng nhờ. Ý thứ 5 là Hà đang loát lên hoạt động nhóm. Rồi, xin chào chị Nguyễn Vấn nhá. Tức là những bây giờ có nhiều người vào sáu này, có nhiều người vào sáu, bạn phán sáng, bạn đăng một bài lên, có nhiều người comment không ạ? Chị Nguyễn Khả Ái, chị bán tốt không chị? Ba một bài chị đăng lên có nhiều người comment và like không ạ? Hà sẽ nói một ý nữa, sau đó sẽ kết thúc live stream này. Nếu như mà mọi người có cái thắc mắc gì thì mọi người có thể inbox trực tiếp với Hà. Hà chỉ nói một ý nữa. Ý thứ 6 mà Hà muốn nói với mọi người đó là thứ 6, không chăm sóc khách hàng cũ.
Đây, ý thứ 6 mà ha muốn nói với mọi người đó là các bạn Facebook các bạn mất tương tác vì các bạn đã bỏ qua cái chính cái khách hàng cũ của mình. Vừa xin chào chị Phương Ngô nhá. Tức là các bạn đã bỏ qua cái khách hàng cũ của mình, những người đã mua hàng của các bạn. Và khi mà các bạn bỏ qua thì việc xảy ra đó là các bạn sẽ mất đi những cái phản hồi. Việc thứ hai nữa mất đi lượng tương tác, và việc thứ ba nữa các bạn sẽ không nhận được lời cảm ơn từ khách hàng. Các bạn nên biết là khi mà khách hàng được các bạn chăm sóc tốt, họ sẽ chủ động viết cái bài cảm ơn gắn trên tường của các bạn và gắn tên của các bạn vào. Việc đó tạo hiệu ứng rất là mạnh để giúp các bạn bán hàng tốt hơn. Hai dám đảm bảo với các bạn như vậy. Vì vậy là nếu như các bạn chăm sóc khách hàng đủ tốt á, thì họ sẽ, bởi vì chủ yếu là bán tay nha. Dạ, chị Nguyễn Khả Ai, chị phải bán trên cả Facebook nữa chị ạ. Chị không thể bán tại nhà được, tại vì là bây giờ chủ yếu là người ta cầm Facebook họ lướt, cho họ ít khi mà họ đi ra đường họ tìm cái shop để mua. Tại vì bây giờ thời gian họ dùng để cho việc nhà này, dùng cho công việc rất là nhiều. Họ muốn tiết kiệm thời gian cho nên họ mua hàng, họ muốn mua trên Facebook. Vì vậy là chị bán quần áo thì chị nên chăm like. Khi mà chị live stream thì chị đưa cái chất vải gần cái màn hình cho mọi người xem rõ cái chất vải đó. Họ đủ tin tưởng chị, họ theo dõi chị đủ lâu thì họ sẽ mua sản phẩm của chị. Chị phải tăng cường bán cả trên Facebook, bán tức là bán cả online và bán cả offline nữa. Thì như vậy mới tăng hiệu quả bán hàng cho chị được ạ. Còn cái chỗ khách hàng cũ của các bạn, tức là khi mà các bạn bán được hàng thì hầu hết cái vấn đề xảy ra đó là các bạn bán được hàng rồi, các bạn sẽ bỏ rơi khách hàng. Chị cũng không có thời gian nhiều để trên Facebook nữa, đang có con nhỏ. Dạ chị, cái mà thời gian để bán trên Facebook thực ra nó không phải là quá nhiều nếu như các bạn biết cách. Các bạn đăng một bài lên, các bạn biết cách để tăng tạo tương tác cho nó, tạo độ thu hút cho nó, thì các bạn cứ đăng lên, các bạn để đó tầm 30 một tiếng sau các bạn quay trở lại. Nhiều người trả lời comment rồi thì các bạn vào nhắn tin cho họ, chăm sóc họ, thì chắc chắn là hôm sau họ cũng sẽ thấy bài các bạn đăng và các họ nhận được sự quan tâm của các bạn thì họ sẽ vào tương tác tiếp cho các bạn. Nếu như các bạn không có thời gian để rộp rẹp comment ngay lập tức. Đúng rồi. Dạ. Con Hà nói tiếp cái mục 6 đó là không chăm sóc khách hàng cũ. Tức là có một thực tế xảy ra là khi các bạn bán được hàng rồi, các bạn thường bỏ rơi khách hàng, đúng không ạ? Có ai gặp vấn đề đó không ạ? Tức là chính các bạn là người mua hàng. Khi mà các bạn mua, ví dụ các bạn mua một cái hộp kem về, các bạn mua xong người đó thật sự là không bao giờ nhắn tin chăm sóc bạn nữa. Và khi mà các bạn dùng hết cái hộp đó thì các bạn không thể nhớ ra là các bạn mua cái hộp mỹ phẩm đó của người nào nữa. Vì vậy là các bạn muốn mua tiếp để dùng cho giá nó cải thiện. Tại vì thường thì một giá muốn đẹp lên thì phải dùng đến 3 đến 4 hộp. Mà khi các bạn dùng xong một hộp mà muốn mua tiếp, không nhớ ra là ai đã bán cho mình nữa. Đó là một thực tế xảy ra. Các bạn phải hiểu đó là vì là các bạn đã thay đổi quan hệ trạng thái với khách hàng. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Khả Ái. Tức là các bạn đang xảy ra một vấn đề đó là các bạn bị thay đổi trạng thái với khách hàng. Giống như là các bạn ngày xưa với người yêu của các bạn á, khi mà các bạn được người yêu tán đổ rồi thì nói chuyện sẽ ít hơn, đúng không ạ? Và cái việc bán hàng cũng vậy, quan hệ giữa bạn và người và khách hàng của các bạn cũng vậy. Khi mà các bạn bán được hàng rồi, các bạn thu được tiền rồi thì các bạn bị thay đổi trạng thái. Chính vì vậy mà các bạn không thể chăm sóc họ giống như cái lúc mà mình muốn chốt sale, mình muốn lấy được tiền từ họ. Đó là cái sai lầm lớn nhất của các bạn. Việc của các bạn đó là các bạn hãy chăm sóc khách hàng cũ, các bạn nhắn tin cho họ hàng ngay. Các bạn hãy nhắn tin cho họ hàng ngay. Và khi các bạn nhắn tin cho họ hàng ngày, chăm sóc được họ thì họ sẽ in sâu trong cái tâm trí của các bạn là các bạn là một người chăm sóc tốt, họ nhận được nhiều giá trị từ các bạn. Đúng rồi, cảm ơn bạn Tinh nhé. Nếu như các bạn chăm sóc khách hàng tốt thì họ sẽ chắc chắn là quay lại mua hàng tiếp của các bạn. Đó là một điều hay dám cam kết với các bạn. Và họ sẽ giới thiệu nhiều khách hàng mới cho các bạn nữa. Đó là những gì mà chia sẻ hôm nay.
Ha, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe cái live stream hôm nay của Ha. Và có những cái công cụ để giúp các bạn nhắn tin cho bạn bè này, tương tác tự động này. Nếu như mà các bạn quan tâm thì các bạn có thể inbox cho Ha. Ha sẽ hướng dẫn mọi người cách tăng tương tác chi tiết hơn qua cái inbox. Và Ha cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe chia sẻ của Ha ngày hôm nay. Và chúc mọi người có một buổi trưa ngon, ngon miệng ạ. Ha cũng bây giờ cũng đi nấu ăn đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe chia sẻ của Ha ngày hôm nay ạ. Xin chào tất cả mọi người nha. Chào Tinh nha. Chúc Tinh có một buổi trưa ngon miệng nhé.